Thưa quý vị, Vũ quyết tâm không để người dân ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách theo quyết định 2788 của Chủ tịch Ủy ban Dân dân thành phố, bên cạnh việc kịp thời cung ứng thực phẩm thiết yếu để người dân yên tâm, ai ở đâu thì ở đó, phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã phát huy tối đa vai trò của tổ Covid cộng đồng, xem họ như cánh tay nối dài của các cấp chính quyền kịp thời phát hiện xử lính kim các hành vi vi phạm. Sau khi có quyết định triển khai 7 ngày vàng giãn cách, phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung vào ba giải pháp trọng tâm là đảm bảo người dân được cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm thiết yếu, vận động 100% người dân trên địa bàn đi xét nghiệm sars cov 2 với quyết tâm không bỏ sót đối tượng và đặc biệt là nghiêm cấm người dân ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách. Trước đó thì tổ dân phố cũng đã tuyên truyền cho nhân dân biết và phát tờ rơi về hình thức của thành phố đưa ra để mà nhân dân họ nghiên cứu để mà thực hiện được cái được cách ly này. Đây là ý thức của mỗi hộ họ đã đồng ý để mà cách ly trước khi họ đã chuẩn bị tất cả những cái vấn đề lương thực thực phẩm trong nhà để mà con cháu họ sinh hoạt trong một cái nhà không có ra đường. Để thực hiện nghiêm quyết định 2788 của thành phố, phường Tân Chính quận Thanh Khê đã thành lập 22 tổ Covid cộng đồng, 4 tổ tuần tra lưu động để kịp thời hỗ trợ người dân cũng như xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. qua tuần tra từ lúc 5 giờ sáng thì phát hiện hai đối tượng đi bộ là yêu cầu dừng lại và kiểm tra giấy tờ thì khi kiểm tra thì hai đối tượng này xuất tình giấy tờ là đi chợ nhưng mà trong thời gian là cách ly toàn xã hội của nhà qua làm việc thì hai đối tượng đã nhận cái việc và đi không có lý do không chính đáng và tổ tuần tra đã xử lý Song song với việc giám sát chặt chẽ người ra đường, các tổ Covid cộng đồng đợt 1 đã vận động gần 2.500 người dân đi xét nghiệm, qua đó phát hiện ra 2 ca dương tính kịp thời cách ly ra khỏi cộng đồng. Về vấn đề cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân, phường Tân Chính cũng đã lên phương án rất cụ thể. Phường đã triển khai xây dựng phương án triển khai rất là cụ thể. Từ việc là người dân có nhu cầu thì đăng ký qua tổ dân phố thì tổ dân phố sẽ chuyển đơn hàng về cho tổ hỗ trợ cung ứng của phường. Bên cạnh đó thì được sự hỗ trợ của thành phố, của quận về hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân, đặc biệt là các đồng chí bí thư chi bộ, ban tá mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố, đảng viên được phân công dưới đó thì hỗ trợ tích cực, đồng thuận chia sẻ cùng với phường để chuyển toàn bộ cung ứng lương thực thực phẩm đến với người dân một cách kịp thời nhất mỗi ngày giãn cách trôi qua là một ngày các thành viên trong tổ covid cộng đồng tất bật với nhiều công việc như thế tất cả đều hy vọng bảy ngày vàng sẽ trôi qua nhanh chóng yên bình để thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới